Kính thưa quý vị và anh chị em, khác với nhiều đền thánh quốc tế trong giáo hội, Lộ Đức có lẽ là nơi xảy ra nhiều phép lạ nhất được giáo quyền chính thức công nhận sau những thủ tục điều tra nghiêm ngặt, có thể nói là nghiêm ngặt hơn cả các thủ tục cứu xét phép lạ trong các án phong chân phước và hiển thánh. Thực vậy, trong số 7.000 hồ sơ về những vụ khỏi bệnh khác thường được đệ trình tại văn phòng y khoa Lộ Đức, cho đến nay chỉ có 70 vụ được giáo quyền chính thức nhìn nhận là phép lạ. Sau các cuộc khảo sát sâu rộng của các bác sĩ và các khoa học gia, trong đó có cả những người vô thần, phép lạ đầu tiên xảy ra cách đây 161 năm vào ngày 1 tháng 3 năm 1858. Bà Katharina Latabe, 38 tuổi, người Pháp, bị liệt, phải nằm dài trên cáng trong 18 tháng trời. Sự khỏi bệnh của bà được giám mục giáo phận ở địa phương nhìn nhận vào ngày 18 tháng 1 năm 1862, sau 4 năm điều tra. Kính thưa quý vị và anh chị em, phép lạ gần đây nhất là phép lạ thứ 70. Đó là cuộc khỏi bệnh lạ lùng của một nữ tu Bernadette Morio, người Pháp, thuộc dòng Francine, hiến sĩ Thánh Tâm Chúa Giêsu, xảy ra vào ngày 11 tháng 7 năm 2008 và được giáo quyền nhìn nhận vào ngày 11 tháng 2 năm 2018, sau 10 năm điều tra. Kính thưa quý vị và anh chị em, nữ tu Morio năm nay đã hơn 81 tuổi. Từ cuối thập niên năm 1960, chị bị bệnh quen gọi là hiệu chứng đuôi ngựa, phần cuối của tủy xương sống. Từ năm 1987, chị không đi lại được nữa. Chị Bernadette Morio kể lại, hồi tháng 2 năm 2008, bác sĩ điều trị mời tôi tham gia cuộc hành hương của giáo phận từ ngày 3 đến ngày 7 tháng 7 cùng năm tại Lộ Đức. Tôi chưa bao giờ đến Lộ Đức trong tư cách là bệnh nhân. Tôi đã đi Lộ Đức với niềm vui của tất cả các tín hữu hành hương vì năm 2008 cũng là năm kỷ niệm 150 năm Đức Mẹ hiện ra với Thánh Nữ Bernadette. Trước hang đá, tôi cảm thấy sự hiện diện huyền nhiệm của Đức Mẹ và Thánh Nữ Bernadette. Tôi không hề cầu xin ơn được lành bệnh, nhưng xin ơn hoán cải tâm hồn và sức mạnh để tiếp tục con đường bệnh nhân của tôi. Sau khi trở về cộng đoàn tu viện gần thành phố, đã xảy ra cho chị Morio điều mà ngày nay giáo hội nhìn nhận là phép lạ. Chị kể, vào ngày 11 tháng 7 năm 2008, trong lúc chúng tôi đang chầu mình Thánh Chúa và hiệp thông với Lộ Đức, tôi hồi tưởng lại giờ phút mạnh mẽ đã trải qua trong lúc phép lành mình Thánh Chúa được ban cho các bệnh nhân trong đó. Tôi thật sự cảm thấy sự hiện diện của Chúa Giêsu. Kinh nghiệm ấy được tái diễn. Sau khi chầu mình Thánh, tôi cảm thấy trong thân thể tôi một cảm giác nóng và thoải mái. Tôi cảm thấy lành mạnh. Trở về phòng riêng, chị Bernadette đã rời bỏ các máy móc y khoa, thanh kẹp chân, tác máy, máy hỗ trợ thần kinh. Với đức tin, chị bắt đầu bước đi hoàn toàn tự lập, không cần sự giúp đỡ nào. Các nữ tu cùng nhà làm chứng sự thay đổi này. Tiếp đến, chị đến gặp một bác sĩ điều trị và ông chứng nhận sự thay đổi. Các bác sĩ chuyên môn sau đó cũng nhận thực như vậy. Rồi chị trình diện tại văn phòng y khoa quốc tế tại Lộ Đức và văn phòng quyết định khởi sự tiến trình điều tra và thẩm định với nhiều lần cứu xét. Sau cùng, trong khóa họp toàn thể thường niên vào ngày 18, ngày 19 tháng 11 năm 2016, Ủy ban đồng thanh trừ một phiếu nhìn nhận cuộc khỏi bệnh của nữ tu Bernadette là không giải thích được theo tình trạng kiến thức khoa học hiện nay. Kính thưa quý vị và anh chị em, Chủ nhật ngày 11 tháng 2 năm 2018, lễ kính Đức Mẹ Lộ Đức cũng là kỷ niệm 160 năm Đức Mẹ hiện ra lần đầu tại Lộ Đức. Đức cha Jacques Bono Gonin, giám mục giáo phận ở miền Bắc Pháp, đã công bố sắc lệnh nhìn nhận cuộc khỏi bệnh của nữ tu Morio là phép lạ, là dấu chỉ thần linh đạt được nhờ sự chuyển cầu của Đức Mẹ Lộ Đức. Kính thưa quý vị và anh chị em, tiêu chuẩn để cứu xét của Ủy ban Bác sĩ Quốc tế ở Lộ Đức rất nghiêm ngặt. Phần lớn hồ sơ về những vụ khỏi bệnh được chấm dứt sớm, và từ phép lạ là điều mà cho đến nay
ủy ban gồm 30 bác sĩ tránh sử dụng. Trong ủy ban có một số bác sĩ vô thần hoặc không phải là người Công giáo, và thẩm quyền tuyên bố phép lạ thuộc về Đức Giám mục bản quyền của nơi mà người được khỏi bệnh cư ngụ. Từ năm 2006, Ủy ban Y khoa cứu xét những vụ khỏi bệnh qua 3 giai đoạn. Trong giai đoạn thứ nhất, Ủy ban cứu xét tiểu sử của bệnh nhân và bệnh trạng của họ để xem đó có phải là một cuộc khỏi bệnh bất ngờ hay không. Trong giai đoạn thứ hai, Ủy ban cứu xét xem đó có phải là một cuộc khỏi bệnh được xác nhận và củng cố hay không. Và giai đoạn thứ ba là cứu xét và nhìn nhận tính chất ngoại thường của việc khỏi bệnh, và chỉ sau đó họ mới chuyển hồ sơ cho vị giám mục bản quyền. Các tiêu chuẩn nghiêm ngặt, bệnh đó phải là bệnh nặng và nguy hiểm tới tính mạng, và việc khỏi bệnh phải là bất thình lình, hoàn toàn và kéo dài. Cả sự thay đổi cuộc sống sau đó cũng giữ một vai trò quan trọng.